xưa với vườn cau thề. Bàn tay anh đang dìu em bước trên cỏ khô, đi trong hoang vắng chiều tây đô. Bờ sông yêu xưa ta áo thướt tha mi miều, sao anh không thấy về Ninh Kiều? Dường như anh nghe đời nắng chiếu trong màu đen, đen như manh áo buồn chưa quen. Ghé hỏi cỏ cây khóc gió than vang, kể từ khi mất quê gió xa khơi đưa người vượt biển. Mẹ chờ thứ về ngồi thèm thuồng miếng trâu cay, trẻ thơ lang thang vì cơn đói suốt bao ngày. Vợ chờ tin chồng ngày về quá xa xăm, bao năm giải phóng như thế này phải không anh? Ngày xưa ta quen từng viên đá quanh sân trường, nay sao nghe khác từ tên đường. Tàu đưa ta đi, tàu sẽ đón ta hồi hương, Tây Đô sẽ sống lại. Bờ sông yêu xưa ta áo thướt tha mi miều, sao anh không thấy về Ninh Kiều? Dường như anh nghe đời nắng chiếu trong màu đen, đen như manh áo buồn chưa quen. Gió xa khơi đưa người vượt biển, mẹ chờ thứ về ngồi thèm thuồng miếng trâu cây, trẻ thơ lang thang vì cơn đói suốt bao ngày. Vợ chờ tin chồng ngày về quá xa xăm, bao năm giải phóng như thế này phải không anh? Ngày xưa ta quen từng viên đá quanh sân trường, nay sao nghe khác từ tên đường. Tàu đưa ta đi, tàu sẽ đón ta hồi hương, Tây Đô sẽ sống lại. Cặp loa tiếp theo mà em muốn gửi tới các bác trong cái ngày hôm nay, em thanh lý rất nhiều những cái cặp loa với mức giá ở cái mức giá rất là mềm mại để các bác có thể lựa chọn cho mình một cặp loa vừa ý với cái mức giá rẻ. Cặp loa tiếp theo là cặp loa đến từ thương hiệu Onkyo, và hiện tại thì em còn một vài cặp nữa cơ. Em cũng định là sẽ xếp tất cả mọi cặp loa mà em thanh lý trong ngày hôm nay để làm một clip. Tuy nhiên nếu mà làm như thế thì nó sẽ hơi dàn trải một chút, và em sẽ quyết định đó là sẽ làm mỗi một cặp một video đi. Tại vì sao? Tại vì là thứ nhất là muốn cho các bác cái trải nghiệm cái chất âm của cái cặp loa đó. Cái thứ hai nữa đó là trong mỗi một cái video mà khi mà em làm riêng ấy thì em sẽ quay được chi tiết cái hình thức của cặp loa đó. Đây là cặp loa, các bác có thể thấy đây là cặp loa Onkyo D2E. Cặp này thì hỗ trợ jack bắp chuối này, rất là đỉnh các bác nhá. Onkyo D2E công suất 120W trở kháng 4 ohm. Thì thực tế thì cái cặp loa này như Onkyo chia sẻ cho chúng ta là đến 120W, nhưng mà em nghĩ nó không đánh đến cái tầm này đâu, đâu đó khoảng 50W thôi. Và cái không gian nó sẽ đáp ứng đủ cho các bác khoảng 25m2. Cặp Onkyo D2E các bác nhá.
Cặp này thì cũng sở hữu cái thiết kế đời mới của Onkyo, sử dụng hai đường tiếng. Về cái bass cũng như là chép thì các bác sẽ thấy rất là giống với cái cấu hình của cặp D112EX LTD mà buổi sáng ngày hôm nay em có giới thiệu tới các bác. Nó chỉ khác về phần chất liệu thiết kế của cái vỏ thùng loa. Con này thì sẽ là MDF phủ lớp veneer giả gỗ màu mận chín đấy các bác này. Bass được làm bằng sợi keva và dòng bass là bass lõm các bác nhé. Chép hình đầu đạn đó. Và cái cặp này thì nó sẽ có cái ở đây, cái hình thức thì ở đây nó bị hơi bong một cái lớp simi ra. Cái này thì về các bác lấy keo gắn lại giúp em nhé. Hiện tại thì ở cơ sở 1 thì em không có cái keo chuyên dụng để gắn lại cái này. Cái này thì nó không ảnh hưởng gì đến chất âm, nó chỉ hình thức thôi. Đây, hình thức thì góc này nó cũng hơi bị có cong một tí thôi. Nói chung là ok đấy. Em có cái mức giá là 1.500.000. Chỉ có một cặp thôi, đầy đủ hai vế căng các bác nhé. 1.500.000 cặp Onkyo D2E. Bác nào chốt cặp này thì có thể liên hệ tới một trong hai đầu số bên em. Các bác lưu ý nhé, chỉ có một cặp thôi, chỉ có một cặp duy nhất thôi, 1.500.000 các bác nhé.